ca sĩ Ngọc Sơn chi gần 45 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ tại Mỹ. Ca sĩ Ngọc Sơn tiết lộ ngày trước mẹ anh bị bệnh ở bên Mỹ, tốn hơn 10.000 USD cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng 6 tháng. Vào tháng 6 2020, Ngọc Sơn chia sẻ về việc mẹ anh sang Mỹ nhiều tháng nay để thăm con gái lớn Thu Hiền, hiện làm bác sĩ tại bang California, Mỹ và chữa trị khối u ở cổ. Trước nay, tình trạng sức khỏe của bà rất tốt, hầu như không vướng bệnh tật gì nghiêm trọng, nên anh em Ngọc Sơn đồng ý chiều theo mong muốn của bà. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, sau khi bác sĩ tiêm hai liều thuốc đặc trị sau cùng, bà đã bị phản ứng thuốc do tuổi cao. Bà Kim Loan không ăn uống được gì, sức khỏe dần suy kiệt khiến các con lo lắng. Sau đó, gia đình Ngọc Sơn cũng tìm mọi cách thu xếp lo cho mẹ về đến quê hương an toàn. Do dịch Covid-19 nên sau khi về nước, bà phải cách ly và được các bác sĩ tận tình chăm sóc trong suốt 14 ngày tại Trung đoàn 58 Quốc Oai Hà Nội. Sau thời gian cách ly, bà được thu xếp bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị và theo dõi. Cho đến nay, sức khỏe của bà đã khỏe mạnh nên nam ca sĩ mới dám chia sẻ niềm vui và hạnh phúc này đến khán giả của mình.